Sopoka đồng hành cùng KD Anime. Ổ cắm đa năng cần mọi ngóc ngách, combo hai đầu nối chỉ 65k, giảm thêm 10k chỉ còn 55k dành riêng cho viewer của KD Anime. Sẵn mã dưới comment ngay, số lượng giới hạn, Sopoka thật đáng đồng tiền. Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh KD Anime. Trong series trinh thám Detective Conan, gia đình Miyano là mắt xích đóng vai trò cực kỳ quan trọng bởi họ chính là những nhân vật khơi nguồn của dự án bí ẩn APTX-4869, loại thuốc đã khiến nam chính Kudo Shinichi bị teo nhỏ. Dù sở hữu các thành viên vô cùng xuất chúng, nhưng nhà Miyano lại vướng phải số phận đau thương và càng bi thảm hơn khi tài năng và những mục đích tốt đẹp của họ bị lợi dụng để trở thành công cụ tiếp tay cho tội ác. Hôm nay, hãy cùng KD Anime tụi mình tìm hiểu nhiều hơn về gia đình bí ẩn bậc nhất Detective Conan này nha. Giờ thì, KD, go! 1. Gia đình toàn cực phẩm. Không giống như những gia đình khác của Detective Conan, các thành viên của Miyano đều qua đời từ khi còn rất trẻ, nên thông tin về họ vô cùng ít ỏi, hầu như chỉ được tái hiện thông qua ký ức và lời kể của các nhân vật khác. Đến nay, chúng ta có thể biết được gia đình Miyano gồm 4 thành viên là Miyano Asushi, Miyano Elena, Miyano Akemi và Miyano Shiho. Tất cả bọn họ từng có một khoảng thời gian nhất định làm việc cho tổ chức áo đen. Bố mẹ của Haibara, ông Asushi và bà Elena đều là những nhà khoa học và bác sĩ tài năng. Họ từng mở phòng khám tư nhân trước khi nhận được lời đề nghị tài trợ từ tập đoàn Karasuma. Tại đây, cả hai bắt đầu một công trình nghiên cứu mới có tên gọi là Silver Bullet. Dự án này được các đồng nghiệp của Elena mô tả là thứ thuốc trong mơ. Việc phát triển loại thuốc này cho thấy vợ chồng Miyano là những người có kỹ năng và kiến thức hóa sinh vô cùng xuất sắc, điều mà Haibara đã được thừa hưởng sau này. Trong tập phim Đụng độ với tổ chức áo đen tại khách sạn Haido, Pisco cũng từng ca ngợi bố mẹ Haibara là những nhà khoa học thiên tài. Về phần con gái lớn Akemi, dù chỉ là một thành viên cấp thấp của tổ chức áo đen, đồng thời cũng không có kiến thức hóa sinh xuất sắc như cha mẹ và em gái, nhưng cô cũng được đánh giá là một người vô cùng thông minh và nhanh trí. Từ khi còn nhỏ, Akemi đã nghĩ ra cách giấu đồ ăn mà không ai tìm được. Nhờ vậy mà sau này cô có thể giấu những cuốn băng ghi âm của mẹ để lại cho Haibara mà không bị tổ chức phát hiện. Trong vụ cướp 1 tỷ yên, Akemi cũng thực hiện một cách chót lọt nhờ khả năng diễn xuất và hóa trang qua mắt được cả Conan. Còn về Shiho hay Haibara thì chắc chắn các bạn cũng đã biết rất rõ. Cô được mệnh danh là thần đồng y dược, được tổ chức tội phạm bí ẩn kia gửi đi du học nước ngoài từ khi còn rất nhỏ. Shiho bắt đầu làm việc cho bọn chúng với tư cách là một nhà khoa học khi chỉ mới 13 tuổi, được trao một danh Seri và tiếp nối dự án nghiên cứu đang dang dở của cha mẹ. Đến một thành viên cấp cao đầy kiêu ngạo như Jim cũng phải từng thừa nhận rằng Shiho là một trong những bộ óc giỏi nhất của tổ chức. Nhiều ý kiến cho rằng với tài năng và trí tuệ tuyệt vời như vậy, phe trắng có thể sẽ gặp rắc rối lớn nếu Haibara không ly khai và vẫn còn là người của phe đen. 2. Bi kịch mang tên tổ chức áo đen. Hiện ra trong hồi ức của Amuro, gia đình Miyano cũng từng có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc và yên bình trước khi cơn bão mang tên tổ chức áo đen ập tới. Người chồng Asushi hiền lành, yêu thương vợ con, người vợ Elena nhân hậu, tốt bụng, biết quan tâm đến người khác, cô con gái Akemi dễ thương, năng động và bào thai Shiho đang dần lớn lên trong bụng mẹ. Tuy nhiên, cuộc sống của họ bỗng thay đổi hoàn toàn và rơi vào tình cảnh bi thương sau khi quyết định tiếp nhận tài trợ cho dự án nghiên cứu từ tập đoàn Karasuma và chuyển đến làm việc tại phòng nghiên cứu của chúng. Vợ chồng Miyano sau đó đã qua đời trong một vụ nổ phòng thí nghiệm, được miêu tả đơn thuần là một tai nạn bởi các thành viên trong băng đảng áo đen. Cuộc sống của hai cô con gái từ đó cũng bị vây quanh bởi bóng tối khi lớn lên trong sự giám sát và theo dõi gắt gao của tổ chức. Cuối cùng, Akemi cũng chịu chung số phận với cha mẹ khi chết thảm trước nòng súng của Jin sau khi thực hiện vụ cướp ngân hàng để giải thoát cho mình và em gái khỏi băng đảng phạm tội. Còn Shiho, mặc dù may mắn sống sót nhưng cô luôn phải sống trong cảm giác sợ hãi, lo lắng và cô đơn, không còn người thân bên cạnh, phải trốn tránh sự truy sát của bé lũ áo đen và nhiều lần nghĩ đến việc tự tử. Không chỉ vậy, Shiho còn mang cho mình một nỗi dằn vặt, mặc cảm vì từng là một phần của tổ chức xấu xa. Thậm chí cô còn từng tin rằng mình là một kẻ độc ác y như bọn chúng. 3. Khi tài năng bị lợi dụng để tiếp tay cho tội ác. Không thể phủ nhận rằng những việc làm của các thành viên trong gia đình Miyano đã gián tiếp tiếp tay cho tội ác của tổ chức áo đen và đẩy các nạn nhân vào tấn bi kịch. Tuy nhiên, nếu theo dõi series đủ lâu, chúng ta sẽ nhận ra rằng những việc họ làm thực chất không hề xuất phát từ những mục đích xấu xa mà họ bị chính tổ chức lợi dụng để thực hiện những âm mưu tày trời của chúng. Ông Asushi ban đầu vốn không có ý định đồng ý tiếp nhận tài trợ của tập đoàn Karasuma vì không nỡ rời xa vợ con và vì những tin đồn không tốt về họ. Nhưng vì giấc mơ theo đuổi khoa học và mong muốn có thêm thu nhập cho gia đình, ông đã cân nhắc lời đề nghị. Về dự án Silver Bullet mà vợ chồng Miyano phát triển, đến nay vẫn chưa có khẳng định chính xác về mục đích ban đầu của nó, dù có một số giả thuyết được đưa ra là công trình này có liên quan đến sự bất tử thông qua việc ngăn chặn hoặc đảo ngược quá trình lão hóa.
Tuy nhiên, trong lá thư mà Akemi gửi cho Shiho ở phần chuyện về hộp thời gian có đoạn viết: "Mẹ từng nói rằng viên đạn bạc chính là viên đạn của chính nghĩa. Elena đã đem tên viên đạn bạc, biểu tượng mà bà cho là của chính nghĩa, để đặt cho tên dự án nghiên cứu của mình. Điều đó cho thấy công trình này có thể bắt đầu từ giấc mơ khoa học, từ những mục đích nhân đạo và cao cả. Tuy nhiên, điều đó lại bị bọn áo đen lợi dụng cho những việc làm sai trái." Đối với Akemi, việc liều mạng nhận nhiệm vụ cướp ngân hàng để đổi lấy lời hứa được cùng em gái rời khỏi tổ chức xuất phát từ tình cảm gia đình, từ khát khao được yêu, được sống như những con người bình thường, được thoát ra khỏi nơi đầy rẫy tội ác và bùn đen. Trước khi nhận nhiệm vụ từ chúng, Akemi đã nhắn tin cho Shiuichi với nội dung rằng: "Anh Dai, nếu em thành công rời khỏi tổ chức, anh sẽ hẹn hò với em như một người bạn trai thực sự chứ?" Tin nhắn đó thể hiện việc Akemi khao khát mạnh mẽ được thoát khỏi nơi đầy rẫy tội ác kia như thế nào. Cô muốn được tự do hẹn hò, yêu đương, được tự do sống, được là chính mình. Điều này hoàn toàn chính đáng và hợp lý, bởi một cô gái có bản tính lương thiện và nhân hậu như Akemi làm sao có thể thuộc về nơi tăm tối, đầy rẫy âm mưu và xấu xa như vậy. Đặc biệt, chị cả nhà Miyano rất yêu thương em gái. Dù đứng trước sự đe dọa và nòng súng của Jin, Akemi vẫn kiên quyết đòi tổ chức giao lại Shiho. Cô khát khao được giải thoát cho em gái, để Shiho cũng có thể quay trở lại cuộc sống bình thường, rời xa những âm mưu, toan tính độc ác của băng đảng tội phạm. Tuy nhiên, sau khi đã mượn tay Akemi để hành động, bọn chúng lại nhẫn tâm giết hại cô. Về phần Haibara, khi đối diện với sự chỉ trích dữ dội của Conan, cô thừa nhận rằng bản thân vốn không hề có ý định tạo ra thuốc độc. Tổ chức đã lợi dụng nghiên cứu của cô để thực hiện âm mưu xấu xa. Haibara còn nói cô căm ghét hành vi sử dụng sản phẩm thuốc chưa hoàn chỉnh để thử nghiệm trên cơ thể con người của bọn chúng, nhưng không thể làm gì khác. Từ nhỏ đã sống trong môi trường độc hại, Haibara hiểu rõ độ lớn mạnh, nguy hiểm và tàn độc của chúng. Có thể cô cho rằng việc phục tùng và tuân theo mệnh lệnh của tổ chức là cách duy nhất để được sống, bởi chống lại chúng chỉ có con đường chết. Phần chuyện cuộc chiến giữa đỏ và đen tiết lộ vai trò quan trọng của Haibara trong tổ chức. Vì thế nên chúng vẫn chưa thủ tiêu chị gái Akemi ngay lập tức, dù bạn trai của cô, Moroboshi Dai, tức là Akai Shiuchi, đã bị bại lộ thân phận là đặc vụ FBI. Rất có khả năng Haibara ra sức làm việc cho bọn áo đen là để gây dựng lòng tin, bảo vệ mạng sống và danh dự an toàn cho chị gái và chính bản thân mình. Cái chết của Akemi chính là giọt nước tràn ly, khiến Haibara quyết định ly khai và chạy trốn khỏi bọn chúng. Vì khao khát được sống, được giữ người thân bên cạnh, Haibara đã để tài năng và niềm đam mê khoa học của mình bị kẻ xấu lợi dụng. Sau khi đã chạy trốn khỏi tổ chức, cô bị chúng gắn cho cái mác kẻ phản bội, truy đuổi gắt gao và sẵn sàng trừ khử để bảo vệ bí mật nội bộ. Qua đây chúng ta mới thấy được tổ chức áo đen kia xấu xa và máu lạnh đến mức nào, lợi dụng những lòng khao khát và mong muốn chính đáng của con người để phục vụ cho tội ác của bản thân. Khi hết giá trị thì sẵn sàng tiễn đi không chút thương tiếc. Nhà Miyano có lẽ đã là một gia đình bình yên, hạnh phúc nếu họ không đưa ra quyết định sai lầm, đó là làm việc cho tổ chức áo đen. Tuy vậy, những câu chuyện bí ẩn và đau thương ẩn chứa đằng sau gia đình này chắc chắn sẽ tiếp tục được tác giả Aoyama tiết lộ trong những chương truyện sắp tới. Vì thế, hãy tiếp tục theo dõi series để không bỏ lỡ những diễn biến tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Anime. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye!